Xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tam TV. Hôm qua thì cô, chú, anh chị và các bạn cũng đã thấy rồi, có những cái câu chuyện nó cũng lùm xùm, nó cũng rất là hay liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên rằng thì sắp tới đây sẽ có phiên tòa phúc thẩm. Thì trước khi đến với phiên tòa phúc thẩm thì chúng ta cũng hãy cứ chờ những cái thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Thế nhưng mà một cái điều mà mình thấy nó cũng khá là buồn cười, sau khi những anh em người ta nói về về những cái gì mà Đinh Lan lên clip chị ấy nói, thì chị ta đã bắt đầu nhảy nhô nhảy nhào, à tôi không thế này, tôi không thế kia. Rồi thì hôm nay thì chị ta lại lên một cái thử cái status không khác gì là thừa nhận cái thất bại của mình. Tại sao tôi lại nói là thừa nhận cái thất bại? Thực ra thì để có một cái nguồn kinh tế duy trì thì không biết là nguồn tài chính của Đinh Lan chắc là dồi dào lắm, và kiếm từ đâu thì mình không biết nha. Nhưng mà với cái việc mà cô ta lên mạng, cô ta đấu tố người này, đấu tố người kia, các kênh YouTube nó chả giải quyết được cái gì cả. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Đinh Lan và Trang Mắm Tôm. Trang Mắm Tôm như thế nào thì lát nữa sẽ trò chuyện với tất cả cô chú, chị và các bạn. Đó. Đó là Đinh Lan lên một cái status nói rằng là vậy. Đinh Lan chỉ làm clip một lần vào chủ nhật thôi nhé. Vậy là 4 mùa Noel Đinh Lan đã đón tại 140 Trạch Khái 4 và 140 Trạch Khái 22 Lê Đức Thọ, phường 6 Gò Vấp rồi. Tuy vùng đất này không đem lại hiệu quả kinh doanh gì cho tôi nhưng tôi vẫn ở để cho con cái đi học gần trường. À đây, thế thì chúng ta mới thấy rằng là rõ ràng là tuy vùng đất này không đem lại hiệu quả kinh doanh gì cho tôi nhưng tôi vẫn ở để các con đi học gần trường. Thì rõ ràng đây cũng phải là việc chị ta thừa nhận là cái việc là chị ta thế nào đây, chị ta làm ăn không 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 được đúng không, làm ăn không được thì mới mới rời đi đó. Mà thực ra thì chẳng rời đi, mà cô ta thì rời từ căn này sang căn khác thôi đó, thừa nhận cái việc kinh doanh của mình là không hiệu quả đúng không ạ. Đó, đây không khác gì thừa nhận đó. Nhìn lại hình này năm 2019 thấy 4 năm sau Đinh Lan khác hẳn luôn, trắng da, dài tóc hơn trước nhiều ha. Vài tháng nữa con gái út của Đinh Lan hoàn tất visa du học. Thôi Đinh Lan hoàn tất visa du học ở đâu thì đấy cái việc Đinh Lan lo cho con. Nhưng mà mình muốn nói ở đây là cái việc cô ta nói rằng là cô đã thừa nhận cái thất bại của mình rồi. Tôi thấy ở đây là thừa nhận cái thất bại của mình trong cái việc kinh doanh buôn bán. Thực ra là dưới đó chỉ là hình thức thôi, và kết cái sở tốt đó lại còn có một cái là năm 2019 Đinh Lan có học thêm văn bằng 2 dược sĩ y học cổ truyền vào 4 buổi 2 3 4 5 và y sĩ y học cổ truyền cả ngày thứ bảy và chủ nhật, nên Noel năm 2019 thứ ba vẫn đi học là vậy. Ui dồi ôi, đau hết cả đầu. Thôi thừa nhận cái thất bại thế là được rồi ha. À, tính tiếp đi xem là còn muốn nói cái gì nữa ha. À, trước khi mà không thể nói cái gì, không thể nói cái gì thì đấy là việc của cô ấy nha mọi người. Còn đây là cái thất bại của những cái người mà đấu tố với bà Nguyễn Phương Hằng đó. Cái thất bại thứ hai nữa là thất bại của Trang Mắm Tôm. Trang Mắm Tôm như cô chú chị và các bạn cũng biết rồi đấy, kết hôn chả biết là kết hôn đấy là kết hôn thật hay kết hôn giả để đi Mỹ đó, thì bây giờ cũng chui được qua Mỹ rồi đó, chui được qua Mỹ rồi đó, được bảo lãnh qua Mỹ thì mọi người đã biết rồi. Nhưng qua Mỹ đâu phải là vùng đất hứa, đâu phải tất cả đều là vùng đất hứa. Ở Việt Nam ăn tục nói phét đánh giám rong nó sướng rồi đấy, rồi thì nói nhăng nói quậy nói tào lao bi đao nó quen rồi mà. Cho nên là Trang Mắm Tôm khi sang Mỹ thì lên cái bài TikTok để dạy người này dạy người kia cách phải đi Mỹ. Trời ơi, dạy người ta cách đi Mỹ để làm cái gì? Ở đâu cũng 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 có kỷ cương phép nước. Việt Nam có luật pháp của Việt Nam, nước Mỹ có luật pháp của nước Mỹ. Và bây giờ cô ta thì đang bị nhốt như cấm cung. Đó. Là bởi vì là chỉ có thể chủ nhật thôi, còn chồng đi làm chắc là đi làm hãng hay đi làm công ty gì đó, cho nên là chỉ có một tuần mới ở nhà với cô ta một lần. Và cô ta lên cô ta than trên TikTok và tôi nói với các bà là đừng có mơ tưởng sang đây là chồng đi chở mà mình đi chơi vi vu này nọ, rồi để lãng mạn này kia với một người như Trang Mắm mà bây giờ cũng cũng đã sang Mỹ, cũng đã phải phải chịu gò bó rồi ở trong cái căn phòng nó bị nhốt.
giống cô ta miêu tả giống như là cô ta bị nhốt, bị giam lỏng ở trong cái phòng á. Giam lỏng cái gì, sang đó thì sướng rồi đúng không? Hoàn thành giấc mơ Mỹ, tôi tưởng thế nào chứ. Cho nên là những cái con người như thế này thì không cô giảng dạy cho ai cả. À, định cư Mỹ mấy bà thích diện xem nha. Ôi trời ơi, cô ta ôm một đống đồ và cô ta mang đồ qua Mỹ thì không có thời gian mặc luôn. Và lên mạng thì dạy dỗ người này, dạy dỗ người kia, dạy dỗ những cái mà cách sống ở Mỹ. Tôi nói ở Mỹ á, là ở đâu cũng vậy. Đồng bào kiều bào ở Mỹ người ta cũng phải lo làm ăn, người ta cũng phải lo lao động thì người ta mới có miếng ăn, người ta mới có kinh tế. Và ở đó nó có cái kỷ luật rất là cao. Ở đâu cũng vậy. Đó. Chứ không phải như ở Việt Nam uống rượu say và đi khà khịa rồi đi cà khịa cơ quan công an rồi thì, rồi để chống đối người thi hành công vụ thì ăn ngay cho mà mấy năm tù treo. Đó. Đó, cho nên là sướng không sướng thì muốn khổ là như vậy đó cô chú anh chị các bạn. To mồm lên mạng xã hội nhảy nhô nhảy nhào lên. Đừng có nghĩ rằng là qua Mỹ là không có người nói hay là không có ai người ta ủng hộ bà Hằng. Đầy người người ta ở bên đó người ta ủng hộ bà Hằng, người ta ghét cái bà Trang Mắm này, người ta bảo là đúng là đáng đời. Chúng ta không biết là qua Mỹ thì cô ta làm cái gì, nhưng mà thực tế thì nghe nói là cái kiểu của cô này là cũng là đi với cái hình thức là lách luật thôi. Chứ còn nếu mà cô ta kết hôn đường đường chính chính nhanh gọn lẹ thì nó đã đi từ lâu rồi.